Các bạn thân mến, là hôm nay thì mình sẽ ngâm rượu sim và mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Đây là chỗ này là khoảng 8 cân sim quả mình đã rửa rất là sạch sẽ rồi. Đó. Còn bên này là 3 cân đường đây. Đấy, 3 cân đường kính trắng. Ra 8 cân sim mình ngâm khoảng 4 cân đường, nhưng bởi vì là mình dùng để ngâm rượu chứ không phải dùng để ngâm shiso. Cho nên mình dùng ngâm 3 cân đường thôi. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị cho các bạn nhé. Cầm cho các bạn. Rồi. Không được chạm vào nhá. Không đâu. Để thế, để này nhá, đứng yên nhá. Được chưa? Đây, không được chạm, để yên, không được bấm nhá. Rồi, đây đang nhờ một thanh niên. Rồi, cầm thế, nâng lên. Quay. Nhìn mặt thế này. Nhìn thấy mặt cậu chưa? Nhìn mặt cậu đi. Không chụp nhá, nâng cao lên. Nhìn thấy mặt cậu chưa? Hả? Mày? Gì? Nhìn thấy mặt cậu chưa? Rồi. Quay mặt cậu nhá. Quay gì? Cứ để đấy, để yên đấy, quay mặt cậu. Quay nào tàu? Cứ để yên đấy, không được bấm, không được chạm vào. Nâng cao lên. Đấy, nhìn thấy cậu chưa? Rồi. Rồi, ok. Hứ? Nhìn thấy cậu. Cầm điện thoại quay cho cậu. Đừng chạm vào nhá. Cứ nhìn thấy mặt cậu rồi nhá. Nhìn thấy mặt cậu được, nhìn thấy mặt cậu chưa? Rồi. Rồi, có. Đấy, nhìn ngon không? Đấy. Cái gì đây mà cậu cho lắm đường đấy? Thật cậu. Đây là ngâm rượu xin. Cậu cho từ nãy rồi, hình như 3 cái luồng đúng không? Ôi trời. Rồi, tay mạnh bấn. Rồi, sau khi đã cho rượu vào rồi, cho sim, cho đường vào sim rồi, thì tiến hành trộn đều lên. Như thế này. Rồi. Đấy. Trộn đều lên. Rồi, dùng tay bóp chặt. Dùng tay bóp nhuyễn các bạn nhé. Đây. Dùng tay bóp nhuyễn cho đường và sim để vào nhau. Cũng phải cần sức khỏe, cái sim khá là cứng. Giữ nguyên. Sao, ngoài tay à? Cơn mỏi hơn này. Cái tay này, đau cái tay này mạnh vậy. Bóp cái đấy. Mạnh vô ai? À, cái quả gì mà cậu lúc cho mình cháu ăn mà ăn vào nó chát rồi nhổ ra chép là chua nhỉ? Ăn lúc nào? Trời ơi, thôi cũng không nào. Hình như không phải cậu ai. Cháu cũng quên rồi. Cháu ăn cái quả đấy chát quá không chịu nổi. Nhổ ra chép thì lại ngọt. Sim. Ừ, tránh ra đi à. Sim ăn rồi. Trước khi chị đá phát vào mông mình. Rồi em ăn đấy. Cậu vừa về à? Cầm nhận luôn. Tàu đâu rồi? Đây là... Tàu đi đâu đấy? Làm như này thì quá trình lên men. Tàu ơi, chưa tàu đi đâu đấy? Cậu đi du lịch. Em ăn, đồ này em ăn đi về. Bà ngoan là cho nó mạnh về. Quá trình lên men sẽ nhanh hơn. Vâng. Về đấy ăn cơm ở đấy à? Vâng. Bảo thế à? Ừ. Em đây. Bà, cậu nhờ thằng Mạnh quay cháu nhìn. Trời ơi, cái tay úp hết sạch. Cái tay úp lên cả màn hình. Cho gần lên chút. Rồi. Thì bầu cảm thấy ngon rồi. Uầy. Nhìn thấy chưa? Có nhìn thấy không? Mùi thơm lắm cô ấy. Thơm đúng không? Thơm lắm. Thơm rồi. Quá là thơm luôn. Rồi. Cái tập mùi khác. Thôi chưa? Mày có ăn không? Không. Mày ăn chưa? Ăn quả này chưa? Rồi. Ăn lúc nào? Quả này ăn vào thế nào cậu? Nó ngọt ngọt, chát chát. Cái quả hồi trước lúc cháu ăn là ăn bắt đầu nó chát, nhổ ra chép chép đấy. Ngọt. Nhưng mà công nhận cái quả chát lắm ấy. Chát ăn được.
Nhưng mà quả là chắc là ngọt. Lắm đây. Thơm đấy. Quay được. Đấy. Bấm vào cái nút máy ảnh này. Từ từ. Ê, bấm vào bên cạnh. Đấy, bấm. Đứng lên, đứng lên. Rồi, chọn dí sát vào đây. Rồi, chạm vào nút đấy. Đây á? Ừ. Rồi, từ từ. Được không? Dạ. Rồi, bây giờ. Bây giờ bấm nút đấy nhá. Nào, chụp cả cậu. Bấm, đứng, đứng, đứng cho cao lên để nhìn cả cậu nữa. Nhìn cả người cậu. Rồi. Rồi. Nhìn cả người cậu. À. Được chưa? Rồi, cậu bảo. Mới tắm luôn. Rồi. Cho bấm vào cái nút bên ngoài cùng ngoài không. Đấy rồi. Bấm vào đây, tạm dừng, để tạm dừng. Rồi. Tiếp tục là sau cái là tôi nhậu cũng chưa được kỹ lắm đâu. Bạn đứng trong bên cạnh. Rồi. Sau khi nhậu xong thì tiến hành cho vào bình. Mày ơi, đứng ra bên nữa đi. Các bạn. Nữa. Không chị quay đúng cả cái người em rồi này. Xin vốn đã ngọt đã thơm rồi, cho nên là rất là thu hút côn trùng muỗi, ruồi, các loại ruồi côn trùng rất nhiều. Cháu có ăn cơm ở đây không? Bắt đầu rồi à? À, bà lại chưa tắm cho thằng Mạnh. Xong bà tắm cho thằng Mạnh đã. Hả? Mời Mạnh ở đây hay là về? Bà ơi, cháu cho Mạnh. Cơm như này bà làm từ đây xong rồi đến tối thì xong rồi bà lại dẫn xuống. Mạnh nhá, ở đây ăn cơm đi. Tối đi. Nay bà dẫn xuống cho cháu cơ mà. Không dẫn xuống cho bà nữa cơ. Mạnh nhá. Bà ơi, mấy giờ rồi? Sớm. 6 giờ tớ lại phải về cắm cơm cho bố nữa. Thơm quá các bạn. Rất là thơm. Bố, bà ơi, 6 giờ chưa? Để cắm cơm à? Vâng. Cắm thôi chứ không phải là nấu tất cả mọi thứ đâu. Có biết đường nước không? Gì? Biết. Wow, mình có vẻ là ở chỗ này cũng thấy thơm lắm các bạn. Thơm. Thơm. Nhưng mà công nhận. Đây. Cậu khi nào đi? Cậu đôi cái mũ chẳng gì thấy. Để xem cái mặt cậu này. Tên. Quay vào gần bình lên một chút. Sorry. Nhìn khá là hấp dẫn, khá là ngon rồi. Xong cậu đổ rượu vào cậu. Chưa. Để một tuần mới đổ rượu. Một tuần là mấy ngày mày? Một tuần tao biết mấy á. Tớ xong một tuần ra đây là. Không ai cửa có nhiều bài không?
cháu phải làm bài chưa? Đâu chưa. Chứ chưa làm bài bây giờ còn đứng đây. Thì mai được nghỉ mà. Đổ đi để cho cô múc nước đi cho nó tắm ấy. Mày tắm nước xin không? Mai được nghỉ mà bà. Ừ, mai được nghỉ.